Chính phủ Ba Lan ngày 10 tháng 10 kêu gọi công dân nước này rời Belarus bằng mọi phương tiện tư nhân lẫn thương mại sẵn có. Tháng trước, Warsaw cũng đưa ra lời khuyến nghị tương tự đối với công dân Ba Lan ở Nga. Khuyến nghị mới nhất được đưa ra trong bối cảnh khủng hoảng Nga-Ukraine leo thang. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 10 tháng 10 tuyên bố đã nhận được tin báo nói rằng Ukraine đang âm mưu một cuộc tấn công nhằm vào Belarus. Tổng thống Lukashenko khẳng định đây là một tín hiệu cho thấy các quốc gia chi phối Ukraine ở phương Tây đang sử dụng Kiev để phục vụ cho mưu đồ khiêu khích. Trong một động thái được khẳng định là để chuẩn bị, Tổng thống Lukashenko đã huy động 15.000 binh sĩ đến biên giới Belarus-Ukraine. Ông cảnh báo Tổng thống Ukraine và những kẻ cuồng loạn về hậu quả nghiêm trọng nếu họ tấn công Belarus như tấn công cầu Crimea. Ba Lan nhấn mạnh họ không phải là phe tham chiến, đồng thời tuyên bố vào ngày 10 tháng 10 rằng Ba Lan là một quốc gia an toàn, dù chính phủ nước này đã bắt đầu kiểm tra khoảng 62.000 hầm trú ẩn để đảm bảo năng lực sẵn sàng tác chiến. Thứ trưởng Nội vụ và Hành chính Ba Lan Mazowiecki khẳng định đợt kiểm tra nêu trên đã được lên kế hoạch từ trước, không phải để phản ứng với những diễn biến hiện tại của xung đột Nga-Ukraine. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất các biện pháp trừng phạt kinh tế và quân sự nhằm vào Nga và Belarus. Ba Lan là một trong những quốc gia liên minh châu Âu đầu tiên ngừng cấp thị thực cho công dân Nga nhằm phản ứng với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.